Đây mình giao cho khách nha, hai khung lụp nha. Đó thì em bán một bộ này thôi, còn mà anh em về mà không biết vô hay gì đó thì cứ nhắn tin hỏi mình chỉ từ A tính ra cái lụp nha cho anh em chơi. Anh em nào mà không hiểu cái phần nào thì cứ nhắn tin cho mình thì mình hướng dẫn từ từ nha. Đó còn cầu tử hay đồ xo gì thì mình chỉ cho các bạn làm hết nha. Đó vô theo ý thích của các bạn nha. Phơm là phơm ốc mít nha, phơm nhỏ gọn đơn giản nha các bạn. Tại mấy này là mấy người mới biết chơi nên ra làm mấy cái phơm này cho nó dễ đó các bạn. Cảm ơn các bạn xem video nha. Ai đặt thì các bạn giao lưu với mình nha, 0378 291 261 nha.